nhận lời mời của chính phủ Đức với tư cách nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị quốc tế cấp cao của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới G20 tổ chức tại Hamburg. Trong khi nhiều người Việt Nam sinh sống tại Đức phấn khởi tự hào về sự kiện này, thì Thời báo.de với danh nghĩa tạp chí của cộng đồng người Việt Nam ở Đức lại cố tình đưa tin và bình luận theo lối bịa đặt xuyên tạc nhằm mục đích hạ thấp ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam. Ban đầu khi đưa tin về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thời báo.de đã dựng lên câu chuyện vì các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam mà Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Định hướng dư luận rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là khách không mời tại G20. Bài báo này cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã bị nhiều nước thuộc khối G20 ra thông cáo báo chí và phản đối chính thức qua các kênh ngoại giao cũng như trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là một khẳng định vô căn cứ bởi Thời báo.de không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về các thông cáo báo chí phản đối sự có mặt của Việt Nam tại G20. Nói cách khác thì Thời báo.de đã ngang nhiên bịa đặt hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thông tin thực sự mà truyền thông chính thống của hai nước Việt Nam và Đức đưa tin về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn trái ngược với những gì mà Thời báo.de tung ra. Tuy nhiên, với mục tiêu chỉ đưa tin xấu nhằm hạ bệ Việt Nam, nên khi truyền thông hai nước Việt Nam và Đức đưa tin về việc bà Dreyer, thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, đồng thời là chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên bang, tiếp đón Thủ tướng Việt Nam và phái đoàn, thì Thời báo.de đã tảng lờ cuộc đón tiếp rất trọng thị, mà chỉ chộp lấy một lỗi kỹ thuật để rêu rao rằng bà thủ hiến đã gọi nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là Việt Nam Cộng hòa. Đồng thời, cố tình lờ đi việc trang mạng của chính phủ bang Rheinland-Pfalz đã nhanh chóng xử lý, bổ sung từ Sozialistik, tức xã hội chủ nghĩa, để có một cụm từ hoàn chỉnh là chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Tiếp theo, tờ báo này cho rằng Thủ tướng Đức đã cố tình không tiếp phái đoàn Việt Nam nhằm thể hiện sự phản đối của Đức với bản án dành cho bị can Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một đối tượng vi phạm pháp luật vừa bị Việt Nam tuyên án hồi cuối tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, sự thật là Thủ tướng Đức đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Hamburg vào lúc 17:00 theo giờ Việt Nam ngày 6 tháng 7. Tại cuộc gặp song phương này, Thủ tướng Angela Merkel cho biết Đức mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, thể hiện sự coi trọng vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông tin này được đăng tải rộng rãi trên các tờ báo lớn và phương tiện truyền thông của hai nước Việt Nam và Đức. Và tất nhiên, tổng biên tập tờ Thời báo.de sẽ cảm thấy mất mặt khi một tờ báo vốn đã từng mang lại những thông tin hữu ích về đất nước cho cộng đồng người Việt tại Đức, được mọi người yêu thích và nhận được sự hợp tác với báo Vietnamnet, này đã trở thành một trong những tờ báo lá cải đăng tin giật tít kiếm view của bạn đọc bằng sự lừa dối. Tuy nhiên, để làm vừa lòng bộ phận độc giả có tư tưởng chống chính quyền Việt Nam, tờ Thời báo.de đành cố đấm ăn xôi, tiếp tục lấp liếm sự dối trá có chủ đích của mình bằng thông tin Tổng thống Đức tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Atlantic Hotel là không quan trọng Việt Nam. Thời báo.de còn bịa đặt và tỏ ra hoan hỉ khi cho rằng báo chí tại Đức hầu như không đả động tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam. Trong khi đó, trang mạng của chính phủ bang Rheinland-Pfalz đăng bài về chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam với 3 bức ảnh chụp chung và lời dẫn. Hôm nay, bà Dreyer, Chủ tịch Hội đồng Liên bang thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, đã đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phái đoàn đến thăm. Ngài Thủ tướng thăm Đức nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao G20 tại Hamburg. Và trích lời bà Dreyer, tôi vui mừng vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức đã dừng chân tại Rheinland-Pfalz. Có nhiều mối liên hệ rất đa dạng giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đất nước chúng tôi. Khi hội kiến, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng quan hệ thân thiện và tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Kế đó là ý kiến của ông Vi Sinh, Phó Thủ hiến bang. Đây là một vinh dự lớn với chúng tôi vì đã được chào đón Ngài Nguyễn Xuân Phúc tại Rheinland-Pfalz. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của Rheinland-Pfalz đã hoạt động tích cực ở Việt Nam. Đức là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Đó là cơ sở rất tốt để chúng ta sẽ tiếp tục khai thác những tiềm năng trong hợp tác. Ngoài ra, bài báo trên trang mạng của chính phủ bang Rheinland-Pfalz còn đề cập tới nhiều nội dung khác như đảm bảo lực lượng chuyên môn trong ngành chăm sóc sức khỏe và bà Thủ hiến vui mừng vì tháng 9 tới sẽ có 22 người Việt Nam sang Rheinland-Pfalz đào tạo thành điều dưỡng viên.
hai bên bàn bạc về ý nghĩa của ngành kinh tế lâm nghiệp có tính bền vững. Thời báo.de đã cố tình không nhắc đến việc Bộ Liên bang phụ trách kinh tế và năng lượng cũng đăng trên trang mạng của mình thông cáo báo chí cho biết Bộ trưởng Kinh tế Cyprus gặp Thủ tướng Việt Nam cùng khai mạc Diễn đàn Kinh tế Đức-Việt Nam năm 2017, kèm theo có ảnh bà Bộ trưởng Cyprus hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong đoạn trích phát biểu của bà Bộ trưởng đã nhấn mạnh, Việt Nam là một đối tác thương mại rất quan trọng với Đức ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Diễn đàn Kinh tế hôm nay, chúng ta muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác này. Hiệp định thương mại tự do giữa EU với Việt Nam và việc thành lập phòng ngoại thương song phương là hai bước đi quan trọng có ảnh hưởng tích cực đến quan hệ kinh tế của chúng ta. Liên quan tới sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị cấp cao G20, báo Nước Đức mới đã có bài viết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thuộc G20, nhưng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đến Hamburg vì quốc gia của ông là nước chủ nhà của APEC 2017. Sự tham dự đó khẳng định uy tín quốc tế của nhà nước Việt Nam. Những dẫn chứng kể trên chỉ là một trong số rất nhiều thông tin được truyền thông Đức đăng tải về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, không rõ vô tình hay cố ý mà Thời báo.de đều lờ đi những thông tin này và sau đó hoan hỉ viết bài bị bôi chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam. Không chỉ có vậy, khi không còn gì để bôi xấu, Thời báo.de còn bịa đặt ra những thông tin như việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mang súng là do cảm thấy bất an lo sợ sự phản đối của cộng đồng người Việt tại Đức, rồi việc cộng đồng người Việt cảm thấy mệt mỏi khi phải đón tiếp Thủ tướng. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh tại buổi gặp mặt thân mật giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hơn 600 kiều bào đến từ khắp nơi trên nước Đức, chúng tôi không hình dung ra sự mệt mỏi mà Thời báo.de đã nhắc tới. Có chăng là sự khó chịu của một nhóm nhỏ có tư tưởng chống đối chính quyền, cảm thấy bất mãn khi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Những gì dẫn lại nêu trên cho thấy, Thời báo.de đã lợi dụng danh nghĩa tạp chí của cộng đồng người Việt ở Đức để làm truyền thông một cách bất lương, thiếu trung thực. Tất nhiên, sự hạ cấp, dối trá, bịa đặt của tờ báo này đã được các nhà đấu tranh dân chủ Việt nhanh chóng chớp lấy, chia sẻ, lan truyền một cách đầy hoan hỉ với tiêu đề Báo Đức đưa tin, vân vân, rồi thêm thắt như thể đó là thắng lợi của phong trào dân chủ Việt Nam khi đã vận động được chính phủ Đức tẩy chay ông Thủ tướng vì vấn đề nhân quyền, nhất là bản án nghiêm khắc dành cho blogger mẹ nấm. Quả thực, không mấy khi giới đấu tranh dân chủ Việt lại vớ được tờ báo lá cải bằng tiếng Đức như thế. Tiếc rằng, họ nhận được toàn tin vịt, nhanh chóng bị bẽ mặt khi sự thực diễn ra không đúng như tờ báo kia mô tả.